Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TND. Vâng, thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay đây là chiếc ThinkPad X1 Carbon Gen 9 được một em trai tại Thái Nguyên có đặt mua. Và trước khi mà mình gửi hàng đi thì bao giờ sẽ có công đoạn là quay video và test từ phần cứng phần mềm, sau đó thì mới gửi cho mọi người nhé. ThinkPad X1 Carbon Gen 9 là một trong những dòng sản phẩm laptop doanh nhân mỏng, nhẹ và sang trọng. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy này nó chỉ có 1,09 kg thôi. Chiếc máy được trang bị cấu hình là Core i thế hệ thứ 11, i5 hoặc i7 các bạn nhé. Vỏ máy thì bằng hợp kim nhôm, magie và sợi carbon, sợi thủy tinh cấu tạo ở chiếc máy này nên nó cực kỳ chắc chắn với tiêu chuẩn của bên quân đội là STD 80G, và cái màn hình thì nó có thể ngửa được như này luôn, rất mỏng. Và cái lớp cao su truyền thống để chống bám vân tay, thiết kế tối giản nhưng rất sang của dòng máy này, logo X1 ở đây. Mỏng như này nhưng các cổng kết nối vẫn đầy đủ các bạn ạ. Bên này thì các bạn sẽ thấy là cổng USB truyền thống để các bạn có thể kết nối ra màn hình bên ngoài này. Còn đây là cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5. Đây là hai cổng Thunderbolt các bạn ạ, với băng thông ra bên ngoài lên đến 40 kg/s, và sạc là sạc C, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh. Đấy. Với cổng này thì các bạn có thể cắm các âm thanh hoặc cắm màn hình rời từ bên ngoài này, cổng USB và HDMI. Hai cổng này sẽ đều kết nối ra màn hình bên ngoài được. Băng thông ra bên ngoài lên đến 40 kg/s. Còn bên dưới này, thiết kế cũng cực kỳ đơn giản. Các bạn muốn tháo, nâng cấp hay bảo dưỡng chiếc máy này chỉ tháo hết những cái ốc này là sẽ nhìn thấy nội tạng bên trong. Không khí sẽ được hút vào đây, đẩy khí nóng ra sau các bạn nhé. Còn đây là cái tem Windows bản quyền này, hai hốc loa này. Bây giờ thì mình sẽ mở nội tạng bên trong, mình chỉ các bạn khả năng nâng cấp cũng như cấu tạo của chiếc máy nhé. Vâng, thưa các bạn, đúng là Lenovo họ làm này, các bạn nhìn này. Được thừa hưởng tất cả những công nghệ của IBM ngày xưa. Và bây giờ thì họ phát triển được như này. Bao nhiêu năm rồi thiết kế không thay đổi, hiệu năng vẫn rất là tốt. Các bạn sẽ nhìn thấy những cái phần đồng bên trong tản nhiệt của nó này. Kể cả ổ cứng họ cũng làm tản nhiệt rất cẩn thận luôn. Hai quạt tản nhiệt luôn. Ở đây là một khe cắm, thêm một khe cắm ổ cứng ngắn các bạn nhé. Đây, Wi-Fi được hàn chết trên bo mạch chủ này. Rất tiếc là phiên bản này không cho phép các bạn nâng cấp RAM. Thông thường những dòng máy Ultrabook bây giờ thì đều được on RAM trực tiếp như này. Hai cái loa này các bạn này. Các bạn chú ý đi, phiên bản này sẽ không có VGA rời các bạn ạ. Chiếc máy sẽ được nâng cấp thêm một khe cắm ổ cứng đây, tối đa là 4TB cho chiếc máy này. Tóm tắt lại thì chiếc máy duy nhất chỉ được nâng cấp được ổ cứng thôi. Các bạn ơi, dung lượng của pin của nó là 15.44, dung lượng thực tế của nó là 3.610 mAh. Cái này duy trì chúng ta dùng khoảng trên 10 tiếng. Bây giờ thì mình sẽ nắp chiếc máy này vào để test hiệu năng thực tế của máy ra sao nhé. Các bạn thấy là viền màn hình nó cực mỏng này. Camera nhận diện khuôn mặt IR, và đây là nút gạt để bảo vệ các bạn này. Khóa camera tránh trường hợp các bạn bị chụp trộm hoặc quay video này. Màn hình đây là màn hình 14 inch với độ sáng là 400 nits, tỷ lệ bao phủ màu là 100% RGB. Ngoài phiên bản màn hình Full HD, chúng ta sẽ có phiên bản màn hình 4K sẽ có giá đắt hơn các bạn ạ. Chất lượng phím của dòng máy này các bạn sẽ thấy là vô cùng tuyệt vời. Hành trình bàn phím chữ U và lỗ như này, LED phím màu trắng. Đây là phím bật nguồn, cũng là con chip bảo mật vân tay ở đây các bạn nhé. Còn đây là dãy loa này. Bên trên cũng phủ một lớp cao su truyền thống chống bám vân tay này. Logo ThinkPad X1 này. Máy sẽ có là 5 phím bấm, 3 phím bấm trên và 2 phím bấm dưới các bạn nhé. LED phím các bạn điều chỉnh ở đây. Đây, tắt đèn này. Nó sẽ có hai lớp. Con chuột chiếc boy. Chuột này mà ai dùng quen trong lĩnh vực lập trình thì cũng bấm rất là hữu ích luôn nhá. Bốn phím bấm này thì nó hơi sát nhau một chút thôi. Loa với công nghệ là Dubai Atmos này. Viền màn hình siêu mỏng. Tính ra chiếc máy này có đến 4 lớp bảo mật, bao gồm là camera nhận diện khuôn mặt này, bảo mật vân tay này, bảo mật BIOS và thêm một lớp mật khẩu của Windows. Nếu như các bạn dùng trong môi trường doanh nghiệp thì chắc chắn chiếc máy này nếu không phải chủ nhân của máy thì không ai có thể mở ra được, nên các bạn dùng hoàn toàn có thể yên tâm nhá. Còn cấu hình thì các bạn vào đây xem này. Các bạn sẽ thấy là máy được trang bị con chip là i5-1135G7 này, RAM 16GB này. Lưu ý khi mua dòng máy này, đó là các linh kiện nó sẽ được onboard chỉ có ổ cứng mới nâng cấp được thôi. CPU và GPU là không nâng cấp được. GPU ở đây các bạn sẽ thấy là không có VGA rời đâu. GPU ở đây đó là VGA on, nó được xử lý trên chip các bạn nhé. Màn hình này các bạn này. Đây, màn hình Full HD 1920x1200. Đây nó gọi là Full HD cộng các bạn ạ. Cái tỷ lệ của màn hình là 16:10, nó sẽ hơi vuông một chút. Đây. Màn hình 100% sẽ giúp các bạn thiết kế design mà không sợ bị sai màu nhé. Bây giờ thì mình sẽ test cả phiên bản i5, i7 cho mọi người xem. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test video các bạn ạ. Đây một đoạn video 4K chạy trên chiếc màn hình Full HD cộng. Các bạn sẽ thấy là chất lượng âm thanh của máy phải nói là tuyệt vời. Với công nghệ âm thanh Dolby Atmos các bạn này. Rất là hay đúng không? Sáng của màn hình đạt
400 lít các bạn nhé. Quá hay các bạn ạ. Màn hình IPS bao giờ là chúng ta góc nhìn rất là rộng luôn. Loa hay thật. Loa này các bạn này. Tỷ lệ bác phủ màu của màn hình là 100% LRGB các bạn nhé. Đây, một điều đặc biệt đây. Đó là chiếc máy sẽ được trang bị màn hình cảm ứng. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái màn hình thì hoàn toàn không có cái kính gì đúng không ạ? Đó, đây là công nghệ màn hoàn toàn mới. Đây. Công nghệ màn hình cảm ứng bây giờ là không cần kính luôn các bạn ạ. Nói luôn với các bạn, hiện đại thì bao giờ cũng hài điện. Chính vì thế các bạn dùng máy phải vô cùng cẩn thận, bởi vì chiếc màn hình cảm ứng này nó đắt hơn nhiều lần so với màn hình thông thường nhá. Cái màn hình này có giá bán thị trường khoảng 6,5 triệu đồng nữa các bạn ạ. Cảm ứng nó rất là nhạy luôn. Đó. Các bạn cứ nghĩ mà xem, các bạn đi tiếp khách, các bạn có thể mang chiếc máy này đi và các bạn có thể giới thiệu các file ứng dụng cũng như các phần mềm hỗ trợ công nghệ màn hình cảm ứng nên cực kỳ tuyệt vời. Các nhà sáng tạo nội dung thì các bạn có thể dùng trực tiếp tay chúng ta hoặc cái bút của ThinkPad để vẽ lên trên màn hình. Nó sẽ rất là tiện. Vâng thưa các bạn, với dòng CPU thế hệ thứ 11 i7-1185GB, bộ lõi 8 lường Xung 3.0. Đây là công nghệ mới nhất của Intel với tiến trình sản xuất chip của nó, đó là 10 nanomet quý vị các bạn nhé. Xung cao hơn, mạnh hơn so với dòng thế hệ cũ. Mặc dù là dòng máy được trang bị chip U, nhưng các bạn thấy là khả năng render 3D của máy thì không đến nỗi quá tệ. Đó. Ngày xưa thì những chiếc máy trang bị chip U thì đều là những dòng tiết kiệm điện và không có khả năng render 3D. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi rồi, đã tốt hơn. Mặc dù là không thể thay thế những dòng máy trang bị chip H, nhưng mà nó vẫn có thể làm được, có điều là không nhanh thôi. Ở bên dưới các bạn thấy là được nâng cấp lên Iris Xe Graphics thì nó cũng hỗ trợ đồ họa tốt hơn. Đây các bạn thấy điểm số của nó lên đến 839. Tính ra là sức mạnh của nó bằng bao nhiêu? 80% của em i7, chẳng hạn như 10750H. Đó là những dòng CPU mà chuyên tích hợp cho gaming cũng như đồ họa. Vâng thưa các bạn, thì ở đây tớ đang test đồ họa mô phỏng qua phần mềm CPM 15R quen thuộc. Thực tế thì máy chúng ta không được trang bị Vega rời và cũng không thể nâng cấp Vega rời. Nhưng với Iris Xe Graphics và hỗ trợ cái Xung cao hơn, chính vì thế khả năng đồ họa nó cũng tốt hơn. Các bạn thấy là mặc dù là đồ họa Vega on thôi, nhưng không đến nỗi quá giật trong việc các bạn sử dụng đồ họa mô phỏng. Nhưng các bạn chú ý thì nó chỉ có thể mô phỏng ở mức gọi là cơ bản thôi nhá. Chứ nếu làm chuyên thì chiếc máy này chắc chắn cũng không phù hợp. Bởi vì là làm chuyên nghiệp thì phải CPU phải nói phải là khỏe và Vega rời phải mạnh thì mới làm được. Đây các bạn sẽ nhìn thấy cái Intel chính chỉ Evo này, thời lượng pin sẽ dùng tốt này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy điểm số nó kéo lên 98,95. Không khác gì một chiếc máy trang bị Vega rời mạnh luôn. Nó tương tự như MX350 đấy các bạn ạ, dung lượng 2GB đấy, ngon thật đấy. Vâng thưa các bạn, với sự kết hợp CPU của Intel và dòng tản nhiệt của ThinkPad từ ngày xưa giờ rất nổi tiếng với hệ thống dẫn nhiệt cực kỳ tốt và đặc biệt quạt của nó cực kỳ êm ái. Chính vì thế các bạn làm việc thường xuyên về đêm rất ưa chuộng dòng ThinkPad, đó là như vậy. Mức FPS đã đẩy lên 27 hoặc 26, nhiệt độ ổn định ở mức khoảng trên 70 độ C với tác vụ đồ họa 3D mà chạy các bạn thấy là cũng không quá giật. Mặc dù đây là một chiếc máy thực tế không phải dành chuyên nghiệp về đồ họa, nhưng bây giờ Xung cao và được nâng cấp tốt hơn, chính vì thế đồ họa 3D có thể kéo được, còn 2D thì chiếc máy này mãi thoải luôn, quá là ok luôn. Vâng thưa các bạn, thì mình đang test ổ cứng của máy này. Đây là phần mềm mình test các bạn nhé. Tốc độ đọc ổ cứng khoảng sấp xỉ 3,3GB, tốc độ ghi khoảng sấp xỉ 3GB. Nói chung đây là một tốc độ ổ cứng cho một chiếc máy business này quá nhanh, nhanh hơn đến 30 lần so với ổ cứng cơ truyền thống ngày xưa. Và độ bền của những chiếc ổ cứng SD có thể trụ được đến 2 triệu giờ dùng các bạn ạ. Nhưng lưu ý, công nghệ này hiện đại thì cũng là hài điện. Nếu như không may mà chiếc ổ cứng SD chết là các bạn không thể lấy lại dữ liệu bên trong ổ cứng SD. Nó khó là như vậy các bạn ạ. Còn nếu mà các bạn có điều kiện thì cắm cái tính năng RAID không bên trong máy, bởi vì nó có hai cái cắm ổ cứng mà. Các bạn có thể chạy song song, nó sẽ tự động sao lưu dữ liệu. Còn nếu mà các bạn dùng một ổ cứng mà các bạn cần cái sự mà chắc chắn thì những cái dữ liệu đặc biệt các bạn cứ đẩy lên Google Drive hoặc đẩy lên những cái server trung gian thì lưu trữ nó sẽ an toàn hơn. Quý vị và các bạn nhé. Còn ổ cứng như này cũng là rất là nhanh rồi. Đây, các bạn thấy là mình mặc dù ở đây là ký hiệu cắm sạc cho mình cắm sang cổng Thunderbolt 4 bên ở bên cạnh, nó vẫn sạc bình thường này. Hai cổng này đều có thể cắm sạc bình thường nhé. Các bạn ơi, một chiếc máy doanh nhân vẫn có thể chơi những tựa game tầm trung, giải tỏa stress và những lúc chúng ta căng thẳng trong khi chúng ta làm việc đúng không các bạn? Bây giờ làm việc thì chúng ta vẫn có thể cài những tựa game bình dân để chơi trên một chiếc máy doanh nhân như này.
Mức FPS chờ từ game Liên Minh nó lên đến hơn 150 các bạn ạ, maximum luôn. Nhiệt độ chơi game ở mức khoảng trên 70 độ C. Với những tựa game tầm trung, những game giả lập 3D đều có thể chơi trên chiếc máy này. Mặc dù chiếc máy chúng ta không phải dòng gaming chuyên nghiệp nhưng được trang bị cấu hình 7 xung cao và được hỗ trợ với EditXE Graphics. Chính vì thế nên có thể chơi được những tựa game 3D như này. Kể cả tựa game như là PUBG Mobile mà nó giả lập game này trên chiếc máy này đều có thể chơi ngon lành. Liên Minh huyền thoại, CSGO, Half-Life, đế chế, đột kích cũng như tựa game tầm trung hoàn toàn đáp ứng tốt trên chiếc máy ThinkPad X1 Carbon Gen 9 này. Mức nhiệt độ tản nhiệt này các bạn cứ chơi thoải mái mà không sợ hại máy nhé. Các bạn nhìn một vòng thiết kế của chiếc máy nhé. Lưu ý đây là máy cũ đã qua sử dụng các bạn. Phiên bản sẽ được sản xuất là năm 2021 và bán ra năm 2022. Ở thời điểm xuất xưởng thì chiếc máy này sẽ có giá là trên 30 triệu và hiện nay mình đang xuất cho khách hàng chỉ có giá là 16 triệu 500 với cấu hình như này. Được bảo hành chính sách là 1 năm nhé. Hình thức máy là đẹp 98-99%, pin bên trong thì bao giờ test cho mọi người sẽ đạt ít nhất là trên 98% trước khi gửi đi các bạn nhé. Màn hình thì sẽ không có điểm hoặc thâm tiết gì cả. Máy sẽ được bảo hành 1 năm cho phần cứng và trọn đời cho phần mềm. Màn hình và pin sẽ được bảo hành trong 3 tháng, lỗi sẽ được đổi mới các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, mặc dù cái dòng máy ThinkPad X1 Carbon Gen 9 có giá bán cực kỳ đắt nhưng nó chủ yếu phục vụ cho các doanh nhân, các bạn thường xuyên di chuyển đi lại và chủ yếu là dùng các công việc văn phòng và lập trình cũng như những cái ứng dụng như là vẽ đồ họa 2D hay 3D thôi. Những phần mềm đồ họa không quá chuyên nghiệp, những cái phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video thì ok. Bởi vì cái dòng máy này nó trang bị là thuộc cái phân khúc Ultrabook mỏng, nhẹ và sang. Và cấu hình của nó là chip thì chip tiết kiệm điện. Chính vì thế cái khả năng xử lý của nó sẽ không mạnh bằng những dòng máy chip được trang bị chuyên nghiệp và không có Vega rơi. Chính vì thế khi mọi người mua máy cũng phải cân đo đong đếm xem có phù hợp hay không các bạn nhé. Thời lượng pin của máy sẽ được dùng ít nhất là trên 9 giờ, có nghĩa là một ngày các bạn đi làm mà không cần phải sạc. Đấy. CPU, GPU, mọi thứ được onboard trực tiếp trên bo mạch chủ nên khi mua máy cũng phải cân đối xem cấu hình có phù hợp với mình hay không nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ đóng hàng và gửi đi cho quý khách hàng. Vâng thưa các bạn, là chương trình chân tay và test dòng sản phẩm ThinkPad X1 Carbon Gen 9 phiên bản i5 RAM 16GB của mình xin đến đây là khép lại các bạn ạ. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TND bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để cập nhật các bài tư vấn mới nhất của shop. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.